Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì Lê Thái và Như Hiền xin kính chào quý vị nào đang theo dõi chương trình trên hệ thống của đài băng tần 56.10, trang nhà lidosaigontv.com, và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Và em xin gửi lời chào đặc biệt đến chị Như Hiền. Cảm ơn Lê Thái. Chào Lê Thái. Good morning tất cả quý vị. Như Huyền kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy thưa quý vị. Tuần này là long weekend, vì Memorial Day actually vào ngày thứ hai, phải không thưa quý vị? Mình có tất cả là 3 ngày được nghỉ, được rất là sung sướng. Và có một cái sự kiện thứ hai là Garden Grove có một cái buổi diễn hành về dâu tay rất là lớn, lần thứ 62 thưa quý vị. Tại Garden Grove, nếu quý vị nào mà ở California thì nhớ ra xem, thường thường là những cái buổi diễn hành nó rất là vui thưa quý vị. Và ngày hôm nay thời tiết mát hơn rất nhiều so với là tuần trước, chỉ có 65 cho tới 70 độ mà thôi ở tại miền nam của Cali thưa quý vị. Buổi sáng thì có nhiều mây, đỡ phải nóng hơn, quý vị thấy bắt đầu trời rất là nóng nực, phải không Lê Thái? Dạ vâng, trời hơi hầm hầm chút xíu thôi, nhưng mà vẫn khí hậu tính đến thời điểm này thì vẫn ok. Nhưng mà hồi nãy chị Như Huyền nói đến mà chúng ta ra dự cái Strawberry Festival đó, thì chị không có bật mí là ai làm host chương trình của đài Lê Thái. Không bật mí. Thôi nói ta nói luôn đi, kính thưa quý vị là sau cái chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì Lê Thái và Như Huyền sẽ là host cho chương trình Strawberry Festival lần thứ 62. Mà chúng ta thấy là chương trình này vẫn diễn ra hàng năm, mà chỉ có do 2 năm vừa qua thì đại dịch Covid-19 diễn ra, thật ra chúng ta không có có buổi những cái buổi festival như thế này. Và hy vọng rằng quý vị nào có thời gian thì chúng ta có dẫn con em chúng ta ra sau cái giờ coi xem Cà Phê Sáng, có thể xem chúng tôi và cũng như là xem cái chương trình mà cho các con em vui chơi ở trong cái lễ hội đó, đúng không chị? Mình có chiếu live mà phải không? Dạ vâng, chiếu live. Yeah. Và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ thì chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần nhiều và Lê Thái vẫn đưa đến quý vị những thông tin vô cùng gần gũi và thú vị. Thông tin đầu tiên ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị là một cái thông tin về ở Brazil thưa quý vị. Viện nghiên cứu Butantan ở Sao Paulo đã thực hiện thành công và vừa qua thì đã đăng trên cái tạp chí Frontier in the Pharmacology, đã khám phá ra một cái phiên bản sửa đổi của chất rutin thưa quý vị. Và cái thưa quý vị, cái chất này là một cái chất mà nó giúp cho vô hiệu hóa, nó có thể nó hòa tan trong nước và nó vô hiệu hóa được nọc độc của rắn. Cái con rắn này có tên là Botrop chararaca, là một cái loài rắn cực độc nhất ở phía Nam Mỹ và nó cũng có phổ biến phân bố ở Hoa Kỳ của chúng ta. Và nếu như quý vị nào mà chúng ta đã có từng đi qua Brazil hay là Mexico hay những cái vùng đất mà Nam Mỹ giống như Croatia hay là Costa Rica thì chúng ta cũng sẽ thấy cái loài rắn này. Và đây là một trong những cái loài rắn mà người ta mệnh danh là một trong những cái con rắn mà nó có nọc nó cũng rất là độc thưa quý vị, gọi là cực độc. Và riêng chỉ tại ở Brazil thì con rắn này là cái nguyên nhân gây ra khoảng là 26.000 vết cắn ghi nhận mỗi năm. Và theo cơ sở dữ liệu bò sát trực tuyến thì các cái triệu chứng mà điển hình cái con rắn này nó gây ra thưa quý vị bao gồm là sưng cục bộ nè, hoặc là nó xuất hiện xuất huyết cái bang ở trên tay của chúng ta, hoặc là bị bầm tím và phồng rộp chân tay, chảy máu tự phát ở dưới nướu và cái da của chúng ta, và đặc biệt thì nó lại xuất huyết ở dưới cái kết mạc của con mắt và khiến cho máu của chúng ta nó không có đông. Và nếu như mà không được chữa trị điều trị kịp thời khi mà chúng ta bị những cái con rắn này nó cắn thưa quý vị, thì bệnh nhân có thể bị xuất huyết nội sọ và rối loạn cầm máu, cũng như là bị suy thận, hoặc là thậm chí nó sẽ gây cho cái người mà bị cắn dẫn đến bị tử vong. Và phát hiện mới này nó sẽ bổ sung cho các cái phương pháp điều trị tiêu chuẩn bằng huyết thanh hiện có, và nó cung cấp cái giải pháp khẩn cấp cho những cái người bị rắn cắn ở những cái vùng xa xôi nơi không có thể tiếp cận được các dịch vụ y tế mà người ta cấp cứu kịp thời. Và cái chất rutin này thưa quý vị nó sẽ đóng như một cái vai trò là chất bổ trợ và không thể thay thế huyết thanh, nhưng nó giúp làm trì hoãn cái tác dụng của cái nọc độc của loài rắn này.
và kiểm soát chảy máu, và nó khiến cho nó không có bị viêm nhiễm cái vết cắn. Và trước đây thì cái chất rutin này nó được người ta nói là nó có tác dụng điều trị nhiều bệnh khác nhau, ví dụ như là tiểu đường hoặc là trĩ, hoặc là một số người bị giãn tĩnh mạch, thì cái chất rutin này nó có thể là giúp chúng ta bị không bị giãn tĩnh mạch nữa. Và cái chất này tìm trong thấy trong rất là nhiều các loại trái cây, nhất là loại mơ hay là quả mọng hoặc là anh đào, hoặc trong trái cam, trái quýt, rau xanh, kiều mạch và các loại thảo mộc như là trà xanh hoặc là trà đen đều có thể chiết xuất ra cái chất này để mà ngăn ngừa cái chất độc của con rắn này. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một bản tin như muốn đưa cho quý vị về quý vị có đọc truyện Maika chưa. Khi mà nghe chữ về Maika và truyện Maika thì trở lại về tuổi thơ, là Lê Thái cũng có nhớ là cái chuyện đó rất là nổi tiếng thôi quý vị, là cô bé đã ở ngoài hành tinh đó, thưa các bạn, đến từ ngoài hành tinh. Thì hồi nhỏ như thế cái chuyện này ghê lắm. Thì bây giờ ở Việt Nam mình đã ra cái bộ phim này, thưa quý vị, bộ phim này rất là hay. Đó là một cái bộ phim phiêu lưu viễn tưởng đầu tiên của Việt Nam, dành cho cả gia đình, kể cả hành trình chữa lành nỗi đau của một cậu bé vừa mất mẹ sau khi cậu giúp đỡ cô bé ngoài hành tinh trở về nhà. Hùng là một cậu bé 8 tuổi phải trải qua nỗi buồn vô hạn khi mẹ cậu qua đời vào một năm trước, và tưởng đó là điều tồi tệ nhất, nhưng hóa ra cậu còn phải đối mặt với việc cha không hiểu mình nè, rồi bạn thân nhất chuyển nhà đi, rồi một tay địa chủ tham lam ngày ngày cứ bắt nạt cha con của cậu, buộc họ phải dời cái căn hộ thân thuộc. Và niềm an ủi nhất của Hùng là ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm từ trên nóc tòa nhà của chung cư. Thì một đêm nọ, Hùng chứng kiến một trận mưa sao băng đặc biệt, một ngôi sao rơi chệch hướng đã đáp xuống vùng đất gần đó. Và Hùng chạy đi tìm, nhưng không thấy ngôi sao nào cả. Thay vào đó, cậu gặp một người bạn mới. Và Hùng quyết định là phải giúp cô bé trở về nhà. Maika là một tác phẩm điện ảnh được biên kịch và đạo diễn bởi Hàm Trầm, và là nhà phim tầng 2 lần được vinh danh tại Liên hoan phim Sundance Vượt Sóng năm 2006, Maika năm 2021. Bộ phim lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình dành cho trẻ em năm 1978 nổi tiếng của Tiệp Khắc, và rất được yêu thích tại Việt Nam khi trình chiếu đầu tiên vào những năm 1990. Với khung cảnh tuyệt đẹp, nhịp phim kịch tính, diễn xuất còn lôi cuốn, và đây là chuyến phiêu lưu kỳ thú qua màn ảnh rộng dành cho các khán giả nhí của Việt Nam. Và không chỉ vậy, bộ phim còn truyền tải những bài học ý nghĩa về tình bạn, về gia đình và lòng nhân ái của bộ phim. Quá là hay, phải không Lê Thái? Thấy cái trailer thấy mấy đứa nhỏ dễ thương và quá chừng rồi, hơn là coi quá rồi. Dạ vâng, và nãy giờ thì xem những cái mà cái kỹ xảo mà người ta sử dụng trong cái phim này thì em cũng hoàn toàn bất ngờ, bởi vì cái điện ảnh Việt Nam hiện nay thì nó vô cùng phát triển ha. Và hy vọng rằng cái bộ phim này sẽ đem đến nhiều cái niềm cảm hứng cũng như hứng thú cho người coi. Và quý vị nào chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể dành cái thời gian chúng ta dẫn con em của chúng ta đến rạp để xem cái bộ phim Maika này, thưa quý vị, nó có thể nó đem lại cái tuổi thơ mà chúng ta đã từng trải qua những cái bộ phim Maika ở trong quá khứ. Và thưa quý vị, một cái máy bay phản lực chở khách vừa được ra mắt công bố ở Canada, và cái máy bay này là một cái máy bay người ta được đánh giá là máy bay phản lực nhanh nhất thế giới, có thể chở khách và dành cho những cái khách gọi là những hàng khách thương gia, thưa quý vị. Và hãng Bombardier giới thiệu cái mẫu máy bay phản lực mới có tên là Global 8000, là một cái loại mà máy bay phản lực nhanh nhất trên thế giới, thưa quý vị. Và hiện nay thì cái loại máy bay này nó chuyên phục vụ cái giới thương gia với tốc độ là 1.152 km/h, và cái chặng bay siêu dài nó kéo dài tới là 14.816 km. Máy bay Global 8000 này, thưa quý vị, được phát triển dựa trên máy bay Global 7500 trước đó. Và cái Global 8000 có sải cánh là 31.7 m, được thiết kế để mà vận hành từ đường băng ngắn của một phần là nhờ cái thiết kế cánh là nó smooth flat wing, và giúp cho cung cấp cái khả năng kiểm soát và độ ổn định tối đa trên dải tốc độ rộng. Và cái nội thất của cái cabin của cái chiếc máy bay này, thưa quý vị, nó được chia thành 4 cái khu vực thiết kế rất là riêng biệt, và giúp cho tăng cái không khí bên trong cabin, và được thay mới là 90 giây một lần nhờ cái bộ lọc hiệu quả là SEPA, giúp tăng cái độ trong lành cái trong cái cabin đó, dành để cho cái hành khách người ta có thể thở, và có thể mà người ta không có bị mà khi mà người ta chuyển cái độ cao đó nó bị thay đổi độ cao đột ngột á, thì cái hệ thống này, thưa quý vị, nó có thể để giúp cho cái người ngồi ở trong cái khoang cabin đó người ta cảm giác rất là khỏe, thoải mái, và cảm giác nó không bị khó chịu và không bị mất độ cao. Và nó có thể là nó ức chế cái quá trình mà sinh melatonin của cơ thể, và nó giúp cho cái người mà hành khách ngồi trong đó người ta giảm đi cái hội chứng mà thay đổi múi giờ.
các cái tiện nghi có sẵn ở trong cái chiếc cabin này, thưa quý vị, trong máy bay này nó bao gồm một cái chiếc giường cỡ lớn, một cái bồn tắm đứng và ghế không trọng lực, và có luôn cả internet luôn. Và cái buồng lái của nó bao gồm 4 màn hình hiển thị độ lớn và bộ điều khiển điện tử, màn hình hiển thị trên kính lái, hệ thống tăng cường tầm nhìn, và song song đó thì nó cũng có hệ thống quan sát tổng hợp, hoạch định hành trình bay, cái radar thời tiết multi scan và dẫn đường theo tính năng BPN. Và cái công ty Bloomberg Supersonic này ở Colorado cũng đang hoàn tất cái thử nghiệm trên mặt đất đối với cái chiếc SB-1, và nguyên mẫu của máy bay phản lực là Overture này có sức chứa là 65 cho đến 88 người, thưa quý vị, và bay với tốc độ là 2.716 km/h. Trong tương lai thì có thể là cái loại máy bay này mà được vận hành thì nó có thể nó đáp ứng được cái nhu cầu mà vận chuyển những cái hành khách, nhất là những người mà đi hàng thương gia đó, người ta có thể di chuyển để mà đi công việc này nọ, công tác xa, với cái tốc độ rất là nhanh và cái sức chứa cũng khá nhiều người, đúng không chị? Yeah. Và tốc độ bay cũng rất là nhanh, càng ngày cái dịch vụ hàng không càng phát triển rất là phát triển rất là cần, thưa quý vị. Thường thường tại vì như két đi máy bay lắm, đi máy đây mà đi lâu quá ngồi mệt lắm, phẩm lên ta. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy dừng màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày thứ Bảy ngày 28 tháng 5 ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng giống như thường lệ thì trong phần 2 này thì chúng tôi có một cái game ở bên Đài Lido Sài Gòn TV cũng sẽ gửi đến cho Như Huyền và Lê Thái cũng như là cho quý vị khán giả. Thì khi mà Lê Thái và Như Huyền cũng lấy cái tờ giấy này lên đọc cái game này thì quý vị cũng song song, quý vị cũng sẽ là những cái người giống như chơi game cùng với lại Như Huyền và Lê Thái vậy. Chúng tôi sẽ mở cái game đầu tiên. Và ngay trên bàn thì đây là những cái game mà Lê Thái và Như Huyền cũng không biết trước được. Thì chúng ta bắt đầu ha chị Như Huyền ha. Chị muốn lấy trước hay là em lấy trước? Em lấy trước. Wow. Đây là một trong những cái câu chuyện mà một cái tờ giấy này nó có ghi một cái đoạn văn, thưa quý vị, mà thật sự là nó có những cái chữ rất là khó. Đi Lê Thái và Như Huyền, đây em cho chị Như Huyền đọc. Hôm nay em có chuyện muốn kể. Em thấy Bixi, 4K, Fish U và Chầm GN vì em đau lưng. Chiều đi làm về gặp một đôi đang phanh xích lô, nhìn rất le mân. Thế là em chọc, vì luật hoa quả dẫn đến quả táo là em bị đánh. Cảm giác thật u là trời. Là gì trời? Ok, nếu như mà Lê Thái không có lòng, chắc Lê Thái sẽ hiểu em, nhiều hơn nhỉ. Ok. Cái thứ nhất là bây giờ, tại vì đây là một có một cái số chữ trong đây mà hình như hiện nay là những cái chữ mà cái tuổi mà gọi là cái tuổi teenager. Cái tuổi teenager, không biết ở Việt Nam, Hoa Kỳ thì có sử dụng hay không, nhưng mà tại đa số là Lê Thái thấy cái chữ này là đa số cái dân mà hay sử dụng cái cộng đồng mạng ở mạng xã hội ở Việt Nam, cũng như là cái giới teenager ở Việt Nam á, những giới trẻ hoặc là ở Hoa Kỳ chúng ta cũng có một số du học sinh ở đây, thì cũng sử dụng những cái ngôn ngữ này, mà tại vì Lê Thái chỉ thoáng nghe thôi. Trong đây có một số chữ là em không biết chị thật sự là mệt mỏi. Okay. Để coi em coi thế nào. Lê Thái đọc lại nè. Hôm nay em có chuyện muốn kể. Em thấy Bixi ở Việt Nam nó có một cái siêu thị, gọi là cái siêu thị nó gọi là Bixi. Ok. 4K là em biết là Việt Fixu, Nam là gì? Fix là con cá đi, 4 là 4, Big là lớn, đau Fix lưng 4. Và Chầm GN. Chị dâm. Sorry quý vị. Hôm nay em có chuyện muốn kể. Em thấy Big C, 4K. Quý vị ơi, quý vị thấy khó không? Rất là khó. Quý không biết là quý vị nào mà chúng hiểu chữ này không, chữ này không? Có thể nào giống như Huyền và Lê Thái. Okay. Big C, 4K,
Fix Zoom. Bây giờ thấy có chữ big là lớn nè, big C, 4K thì mình trong cái ngôn ngữ này là giống như là những người mà sử dụng cái điện thoại mà có cái chế độ mà 4K á, để mình quay phim này nọ. Fix Zoom, Fix U, nhưng mà đọc có Fix Zoom. Fix là cá, U là gì ta? Và chầm cái này như tiếng lóng, chầm GN, tiếng lóng, chầm GN, big C. Vì, đau lưng. Vì em đau lưng. Đau lưng. Đau lưng. Back, vì em đau lưng. Pain. Chịu đi làm về gặp một đôi phanh xích lô. Nhìn em nhìn rất là lemon, nhìn rất chắc là chảnh. Mệt mỏi. Nhìn rất là chảnh. Ờ, lemon là chảnh. Lemon hỏi, lemon là chanh, chanh hỏi chảnh. Ok. Phanh xích lô. Phanh xích lô, phanh là thắng, xích lô là thắng, xích lô là xích lô. Vì luật hoa quả. Vì luật hoa quả là luật nhân quả đó. Vì luật hoa quả, mình có hay có chữ là luật nhân quả dẫn đến quả táo là apple, em bị đánh. Heaven. Quả táo là đi lên trên trời. Là sao? Quả táo, quả táo, quả táo là apple. Quả táo là quả báo đó. Luật hoa quả dẫn tới quả táo là em bị đánh, là em dẫn đến quả báo là em bị đánh. Cảm giác thật... thật u là trời. Đau à? Thật đau là trời. Ok. Em thấy Big C có chuyện muốn kể. Em thấy Big C 4K. 4K. 4K Fix Zoom. Quý vị đọc cái này quý vị hiểu không? Chứ Lê Thái mà nhìn điếc rồi đó. Chỉ đọc được cái phần cuối thôi. Có nghĩa là phần chiều đi làm về em gặp một đôi đang phanh xích lô. Đang phanh xích lô là đang phanh xích lô. Phanh xích lô. Maybe doing something. I don't know. Nhìn rất là lemon hỏi, lemon có nghĩa là chanh hỏi chảnh. Thế là em chọc vì luật hoa quả có thể là luật nhân quả đó. Dẫn đến quả táo là quả báo là em bị đánh. Cảm giác thật đau là trời. U là trời ơi. U là trời ơi. U là trời. Đau thấu trời. Không biết. Bây giờ ok. Bây giờ mình đã lâu thì cũng không thôi, có giải quyết được cái gì. Bây giờ là có một cái key kế bên để mà cho giống như là dạng mà để mà chúng ta có thể với chúng ta giải giải nghĩa được. Mà không biết là quý vị thấy bây giờ cái từ điển này ok. À đây. Big C. Kính thưa quý vị, Big C đây là một cái từ có trạng thái là chỉ cáu giận và khó ở và tính từ. Từ Big C này có nghĩa là từ big cộng với từ C. Có nghĩa là big là bự cộng với si, là bự cộng với si, chữ cờ đó, chữ si đó là bực. Có ai hiểu được không rồi, quý vị? Rồi, four. Chữ four này, thưa quý vị, có thể là four cộng k, có nghĩa là four là bốn. Four cũng phải là bốn luôn. Four đây là cái từ, four là bốn, bốn là tứ. Theo cái từ nghĩa của nó là tứ, tứ cộng với k là tức. Tức theo tiếng của tụi teenager ở Việt Nam, tụi giới trẻ đó, thì là tức. Bực tức. Chữ fish su, fish đây là cá, u là chữ u, cá cộng u là chữ cấu. Rồi, ok, hiểu rồi. Chầm GN, chầm ở đây có nghĩa là chầm kẽm, chầm GN là cái ký hiệu hóa học của kẽm. Còn nếu như quý vị nào chúng ta đã từng học hóa học thời mà cấp 2, cấp 3, thì chúng ta sẽ biết là GN là cái gọi là cái ký hiệu hóa học của kẽm, GN. Và chầm GN có nghĩa là chầm kẽm. Chầm kẽm là trầm cảm. Là trầm cảm. Trầm cảm là trầm kẽm. Trầm cảm, trầm cảnh. Trầm cảm. Cách đọc là trầm kẽm. Trầm kẽm nó như là bị trầm cảm đó quý vị. Trầm cảm, right? Đau lưng. Đau lưng. Đau lưng có nghĩa là chỉ trạng thái khó chịu, nhức nhối của cái phần lưng. Và cái chữ mà Genji là gì? Genji than phiền về tình trạng sức khỏe giảm sút, là Genji than phiền về tình trạng sức khỏe giảm sút. Và cái chữ đau lưng, giao tiếp kiểu Genji là cái chữ đau lưng này có nghĩa là khó chịu, nhức nhối của lưng, than phiền về tình trạng sức khỏe bị giảm sút. Phanh xích lô. Phanh xích lô có nghĩa là nó phanh xích lô ngay cái kít một cái. Wow. Thật mấy ngôn ngữ này thật sự là nếu như mà no những quý vị nào mà chúng ta mở bên đây giống như Lê Thái thì cũng không có già nha. Là coi như là cũng tiếp xúc một số giới trẻ ở Việt Nam cũng khá nhiều, nhưng mà khi cái mà qua đây mà xem mấy này thì thật sự là không hiểu. Chứ phanh xích lô này là có nghĩa là khi mà chúng ta hồi đó mà thí dụ mà quý vị nào mà thời ông bà cha mẹ hoặc là những quý vị nào mà lớn tuổi có đang xem chương trình này đó, thì chúng ta hồi xưa có đi xích lô.
thì khi mà xích lô thì thường thường là cái ông xích lô phía sau ông không có ông có một cái cây kéo phía sau đó thưa quý vị, cái cây kéo đó là cái thắng của xích lô luôn, tại xích lô là ba bánh. Thì khi mà chúng ta kéo cái đó thì nghe cái kít lại, thì cái chữ mà phanh xích lô này là kít có nghĩa là hôn thưa quý vị, là hung đó, hung hít đó thưa quý vị. Le Minh là hỏi chảnh. Là hồi nãy là Thái cũng đã đoán ra được cái chữ này rồi. Le Minh là chảnh, ok. Luật hoa quả là luật nhân quả, quả táo là quả báo, quả táo nhãn lòng là quả báo nhãn tiền, ok. Lời Thái cũng đoán được rồi. U là trời là một cái chữ trời ơi, ôi là trời, cảm thán bày tỏ sự bất ngờ hay xuất sau một vật sự thật nào đó. Rồi ok. Vậy là bây giờ Lê Thái dịch lại cái chữ này ha. Hôm nay em có chuyện muốn kể, em thấy bực tức cáu và trầm cảm vì em cảm thấy bị giống như là một cái hành động mệt mỏi, tổn thương vậy đó. Chiều đi làm về gặp một đôi đang kiss, một đôi đang hôn thưa quý vị. Đó là hôn. Nhìn rất là chảnh. Thế là em chọc. Vì luật nhân quả dẫn đến quả báo là em bị đánh, cảm giác thật là đau quá trời. U là trời có nghĩa là ôi là trời, có nghĩa là bị người ta đánh chắc là hay là đánh quá thấy trời luôn. Đánh. Đây là cảm ơn phòng kỹ thuật là một cái game cũng rất là hay. Cái cuối cùng đó là về cái câu chuyện về cái tin. Dạ vâng, và đây là một cái bài báo về cái Gen Z này thưa quý vị. Và Lê Thái cũng xin phép được đọc cái bài báo này. Gen Z hay là người ta gọi là cái thế hệ Z thưa quý vị là cái cụm từ để nói đến nhóm người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1995 cho đến năm 2012. Và trên thế giới có khoảng là 2.6 tỷ người thuộc thế hệ Z này, chiếm khoảng 1/3 dân số, có nghĩa là không phải riêng ở Việt Nam nha quý vị. Và tại Việt Nam, Gen Z có khoảng là 15 triệu người, Việt Nam quá nhiều, 15 triệu người lần. Và chiếm khoảng 25% lực lượng lao động của quốc gia. Và hầu hết các thành viên thuộc thế hệ Z đều được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ, nên họ cảm thấy rất thoải mái, rất dễ đón nhận với công nghệ di động, Internet và các phương tiện tiện truyền thông xã hội từ Facebook, Google, YouTube, Instagram. Và thế hệ Z đều có thể sử dụng và tìm kiếm thông tin nhanh chóng, không tốn nhiều công sức nhưng không nhất thiết là phải có trình độ kỹ thuật cao. Kỹ thuật số cao nè, khác với thế hệ Y, phần lớn đều là những người tiếp xúc và am hiểu về kỹ thuật số, thường có trình độ chuyên môn cao. Và Gen Z được mệnh danh là những công dân của thời đại số hóa, có tư duy về tiền tệ, kinh tế, được hy vọng là thuyền trưởng trong công cuộc thay đổi và xây dựng thế giới phát triển trong tương lai. Đây là một trong những cái nhóm gọi là một cái cụm từ để mà người ta chỉ đến một cái thành phần, một cái khoảng thời gian mà những cái em sinh từ năm 1995 cho đến năm 2012 là những người sinh khoảng thời gian này, người ta gọi là cái thế hệ Z hay là thế hệ Gen Z. Đây là những cái thế hệ mà chúng ta thấy rằng nó vô cùng phức tạp về cái suy nghĩ, trình độ cũng như là những cái lối sống, vốn sống nó khác hoàn toàn so với cái thời đại của Như Huyền và Lê Thái, cũng như là càng xa hơn nữa so với những quý vị nào đang theo dõi chương trình. Và quý vị nào cũng thấy là khi mà đưa lên cái game này nó rất là nhức óc ha. Và hy vọng rằng là cái thế hệ Gen Z này thưa quý vị, đúng không chị Huyền, cũng sẽ làm một thay đổi một cái phần nào đó cho xã hội của chúng ta trong tương lai. Với những cái đầu óc táo bạo như vậy, những suy nghĩ táo bạo như vậy, những cách dùng từ táo bạo như vậy, thì hy vọng rằng trong tương lai với cái cách suy nghĩ táo bạo và những cái kỹ thuật số cũng như hiện đại hóa của tất cả các công nghệ trong tương lai, thì các em có thể giúp đất nước Việt Nam cũng như là toàn thể đất nước nào mà có thế hệ này ở trên toàn thế giới, thì chúng ta phát triển triển theo một cái hướng tích cực cho thế giới của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, hiện đại hơn theo những cái thế hệ trẻ sau này, đúng không? Và chúng ta cũng mong là chúng ta cũng theo kịp cái thế hệ này thưa quý vị, để hiểu được những ngôn từ này. Chịu thương hôm nay chịu thua. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng của Tô Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889.
Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và bản tin tới đây, bản tin Nhi muốn nói đây đó là về chuối, thưa quý vị. Quý vị cũng biết sao mà Thái cười, vừa nhắc tới chuối là Thái cười. Chị nói mà tự nhiên chị cười trước, nhưng mà để em cười, em cười là chuyện của em. Chuối nó có, chuối nó có nhiều loại, thì tất nhiên là thì thông tin về trái chuối, thông tin về các loại chuối, về chuối khô, chuối sấy đồ, hay banana, chuối sứ, chuối xiêm, quý vị, chuối ở chuối già, dạ, chuối mễ. So funny. Cái này chuối là mình hay ăn là những cái đồ món tráng miệng, hoặc là mình bỏ trong smoothie, hoặc là trong nước strawberry, hoặc trái là chuối. Trộn là trái chuối. Có thêm một cái chữ trái thôi mà chị không thèm đưa vô. Có thêm một cái chữ trái chuối thôi, hoặc quả chuối thôi mà không thèm đưa vô để chuối. Trái chuối thôi quý vị. Trời, Lê Thái còn trẻ mà bắt vẻ như rồi quý vị thấy không? Thôi. Giỡn thôi quý vị. Just kidding. Hai chị em mình một tuần gặp nhau được có đúng một ngày thứ bảy với ngày chủ nhật. Phải chọc chị Nhi cho bằng được thôi quý vị. Bằng được trong tuần gặp Thái được quý vị, chứ nó như là evenly hai người đều là evil như nhau. Just kidding. Về trái chuối thưa quý vị, đó là ai cũng biết về trái chuối hết, nhưng mà quý vị thấy là mình mua đầu tuần tới khoảng chừng 2-3 ngày là nó thôi màu nâu rồi, nó chuyển sang màu nâu rồi, nó hư là mình dục vào ấm, thưa quý vị. Nhưng mà để mà tìm hiểu và để mà thay đổi cái cách làm sao để nó không có bị làm nâu mau, thì có thể giúp tiết kiệm được hàng tấn thực phẩm bị lãng phí mỗi năm. Theo nghiên cứu gần đây cho biết, cái điều này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và các nhà nghiên cứu đã xem xét được cái nguyên nhân gốc rễ màu nâu của trong chuối và các loại trái cây khác thường được tìm thấy trong nhà của mình. Và họ phát hiện rằng quá trình nâu là do các chất azemer, tức là một cái chất men đó thưa quý vị, và phản ứng của không khí nữa. Mặc dù đây là thực tế mình đã biết rồi, nhưng mà trước giờ cũng không có cái sự khảo sát nào, mà cũng không có cái điều nào mà quan sát sâu sắc để mà thay đổi cái màu nâu của nó. Và các nhà nghiên cứu hiện nay cho biết rằng màu nâu có thể ngăn chặn được bằng cách là họ biến đổi cái gen của trái chuối này và lưu trữ, và cái thứ hai nữa là lưu trữ ở trái cây ở một nơi rất là thích hợp, trong một cái điều hòa không khí rất là thích hợp. Một trong những cách được đề xuất bởi các nghiên cứu là lưu trữ chuối trong các thùng chứa làm mát dưới cái không khí, dưới cái bầu khí quyển nó thay đổi, tức là mát thôi quý vị, không để nóng. Và các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng sự hình thành của các đốm có thể bị chậm lại, và bằng cách giảm oxy trong các vị trí hình thành của chúng thì nó không có bị nâu mau hơn, mình kéo dài được at least cũng một tuần. Thường thường mà trái chuối màu nâu là mình dục đi, phải không quý vị? Nó nhiều chấm quá thì mình sẽ dục đi. Nó rất là brown, tức là nó nâu hết nguyên trái chuối luôn thưa quý vị. Và bao gồm thường thường là người ta dự đoán rằng, và theo cái thống kê cho biết rằng, là khoảng 5 triệu tấn chất thải thực phẩm mỗi năm, trong bối cảnh thế giới cũng đang inflation này quý vị, lạm phát này, thì các nhà nghiên cứu cho biết rằng cái tổn thất mà để dục chuối đi và waste những cái trái chuối đi đó là một cái điều rất là tốn cho lãng phí cho toàn thế giới của chúng ta. Chuối là một trong những cái thực phẩm được chấp nhận rộng rãi và được sản xuất ồ ạt ở trên toàn thế giới để mà mình làm cho chuối khỏi bị nâu, để làm tăng an ninh lực lượng cho cho thế giới, thưa quý vị. Và tổng sản lượng chuối ước tính là 117 triệu tấn trồng trên toàn thế giới, và mỗi năm người ta sử dụng rất là nhiều. Và nghiên cứu họ cũng cho thấy hàng năm cái loại, những cái loạt chuối mà bị hư, bị màu nâu đây cũng bị dục đi rất là nhiều, thưa quý vị. Thường thường mà chuối màu nâu mà nâu nhiều quá là Nhi không có ăn đâu quý vị, thường là Nhi dục, hoặc là Nhi lấy cái đó Nhi làm say smoothie. Nếu mà cảm thấy tốn quá mà có thời gian mình mới làm được, mình không có thời gian thì mình cũng phải dục đây thôi, thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu mới ra để cho mình cứu vãn những cái trái chuối này để không bị lãng phí ở trên thế giới, và đó cũng làm hại tới môi trường nữa. Đặc biệt thì cái chuối mà chúng ta thường mua ở trong chợ thưa quý vị, hồi nãy chị Như Huyền nói là nó có trong những cái chấm đen đen là chúng ta bỏ, là thật sự là nói đúng ra là những cái trái chuối mà có những cái chấm đen đó thưa quý vị là những cái trái chuối vô cùng bổ và vô cùng có ích cho sức khỏe. Nhưng mà chúng ta ăn thì chúng ta thấy những cái trái chuối mà nó chuyển sang cái vừa vàng tới nơi, nếu vừa vàng thì trái chuối rất là ngọt đúng không quý vị? Yeah. Ăn rất là ngon. Nhưng mà theo tất cả các nhà khoa học cũng như là giới chuyên gia về thực phẩm cũng như y tế đó, người ta nói rằng những trái chuối mà nó chín mùi hơn chút xíu, có nghĩa là khi trên cái vỏ nó có những cái chấm đen thì lúc đó là cái trái chuối nó work rất là nhiều, và nó ngăn ngừa luôn cái tỷ lệ mà bị ung thư khi mà chúng ta ăn những cái quả chuối mà nó đã có những cái chấm đen đó. Nó không có phải là bị chín quá hoặc là nó không có bị sống quá, nhưng mà nó vừa chín vừa qua khoảng mấy ngày thôi, thì những trái chuối đó nó cái giảm độ ngọt chút xíu đi,
nhưng mà nó rất là ngon, nó rất là tốt. Thà là ai nếu mà chúng ta mà lãng phí đó thì cũng hơi lãng phí á. À, trừ khi nào dục rồi, nước Mỹ người ta dục. Dạ đúng rồi, mà trừ khi nào những cái trái chuối mà chuyển sang màu nâu thì là dục là đúng rồi, tại vì bên trong nó bụng nó ống úng hết rồi thì nó chúng ta không ăn được. Và nếu như mà bộ bảo quản thì chúng ta cũng có thể quăng vào trong trong tủ lạnh đó, ngăn mát cho chúng ta bảo quản. Tuy là cái đổi cái màu của cái vỏ chuối nhưng mà ở trong cái trái chuối nó vẫn còn trắng, chúng ta vẫn ăn còn ăn rất là ngon. Thật ra đây là một trong những cái bản tin cũng rất là ý nghĩa, chúng ta có thể đợi chờ trong tương lai người ta có thể biến đổi gen để mà chúng ta hoặc là những cái phương pháp nào đó để chúng ta có thể giữ cái chuối chuối được lâu hơn và chúng ta có thể được ăn lâu hơn và có thể không có tránh cái tình trạng lạm phát và có thể giúp những cái người nghèo đói trong cái vấn đề mà chúng ta bỏ đi quá nhiều mà một số người thì quá thiếu luôn chị. Kính thưa quý vị, hiện nay thì những cái trang trại trồng rau nó đang phổ biến rất là nhiều nơi ở trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ của chúng ta cũng có những cái trang trại trồng rau, nhất là những ở cái vùng mà thí dụ như Florida hay Hawaii thì chúng ta không nói đâu xa, ở miền Nam California của chúng ta, ở Riverside hoặc là ở Corona thì cũng có những cái farm để người ta trồng những cái rau, nhất là rau cua dành cho người Việt Nam ăn. Chị Như Huyền có biết không? Ở trên Riverside rất là nhiều những cái farm. Rất là nhiều, thường nhà đi ra chợ gọi người ta, mình tới mình mua những cái loại rau mà ngoài chợ không có bán. Dạ vâng, và những cái loại rau đó thường là nó được trồng rất là nhiều ở những cái vùng tiểu bang mà đa số những cái cộng đồng mà gốc Á hay là cộng đồng Hawaii, Florida thì người ta trồng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thường là chúng ta trồng rau trên bờ không à, chúng ta trồng rau ở farm. Có bao giờ chị Nghi Huyền nghe đến trồng rau ở dưới đáy biển chưa? Chưa không? Lần già. Và cái vấn đề này nó đang được diễn ra thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một cái vườn rau tên là Nemo nằm ở cái độ sâu gần 40 mét ngoài khơi của làng Noli thuộc tỉnh Liguria, là nó bao gồm 6 khối cầu trong suốt dùng để mà người ta trồng các loại rau, thảo mộc và hoa nữa thưa quý vị. Và dự án này có tên là vườn Nemo, là nhà kính dưới nước đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Và vườn Nemo này tận dụng những cái chất lượng môi trường thuận lợi ở dưới biển như là nhiệt độ ổn định, hấp thụ khí CO2 thưa quý vị và kiểm soát sâu bệnh tự nhiên để mà tạo ra môi trường phù hợp nhằm người ta sản xuất ra hàng loạt các loại rau sạch. Và theo tờ Euronews Green thì cái vườn Nemo này nó có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của trái đất, bởi vì cái vườn này nó được thiết kế đặc biệt dành cho cái khu vực để mà chúng ta có thể là có rất là thích hợp để mà trồng rau, trồng cây và trở nên là yếu tố môi trường và kinh tế nó cũng tác động, nó làm cho chúng ta có thể là chúng ta rất là khó khăn khi mà chúng ta trồng rau trên mặt đất. Nhưng những cái vườn này nó nằm ở dưới đáy biển, ở dưới biển, thành ra chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta trồng. Và thế giới sẽ cần cung cấp lương thực cho khoảng dân số là 9,3 tỷ người giữa tình hình mà khí hậu đang ngày càng bất ổn, và người ta dự đoán là trong năm 2050 thì theo Liên Hợp Quốc thì có thể là trái đất sẽ nóng dần lên rất là nhiều và có thể là ảnh hưởng đến vấn đề mà trồng trọt, chăn nuôi của toàn thế giới. Và cái nhóm nghiên cứu này người ta cho rằng là dự án trang trại dưới nước này có thể mang lại cái nguồn lợi thức ăn cho cư dân ở ven biển. Và cái công ty sản xuất thiết bị này, người ta nảy ra ý tưởng xây dựng vườn Nemo trong năm 2012 và đến đây thì nó mới được đồng loạt để mà nó được hoạt động và nó được sản xuất. Và cái trong thực tế thưa quý vị thì những cái khối cầu sinh quyển này đã được xây dựng ở Mỹ và ở Florida Keys ở Mỹ của chúng ta. Và tất cả những cái người ta với cái mục đích này là người ta để trồng dâu tây, xà lách, đậu hoặc là những cái loại mà thảo mộc, hương liệu để mà có thể người ta cung cấp cái lượng rau, hoa, quả, trái cây cho cái người dân chúng ta trong tương lai nếu như mà ở trên mặt đất không còn đủ chỗ nữa. Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về thớt, về mọi thứ. Quý vị ở trong phòng máy sẽ cho quý vị coi một cái bức tranh. Các cụ xưa của chúng ta thường nói rằng là khi nhìn vào một bức tranh là chứa ẩn cả ngàn từ ở trong đó, phải không quý vị? Thì cái bức tranh này thật ra nó nếu mà không biết những cái background, những cái behind của bức tranh này thì mình không biết cái câu chuyện của nó, thưa đâu quý vị. Thì những cái thớt, những cái bát này từ của Material Kitchen, đó là cái tên, cái nhãn hiệu của những cái thớt, những cái bát này, thưa quý vị. Thì quý vị biết vì sao mà nó đặc biệt như vậy? Đây là một trong những cái thớt quý vị thấy ở trên đó thì nhìn nó rất là bình thường, cũng như cái thớt bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nó được làm từ mía đã được tái tạo lại, thưa quý vị. Nó không có chứa cái chất BPA. Vì vậy nó rất là tốt mà rất là bền mà đẹp nữa, quý vị cũng thấy đó. Quý vị cũng thấy ngay đây này đó, những cái thớt của nó rất là đẹp. Material Kitchen là một thương hiệu đồ dùng nhà bếp làm các mặt hàng cho đầu bếp hiện đại hàng ngày. Cho dù các bạn là lành nghề, là chuyên nghiệp hay là nghiệp dư chỉ nấu ăn mà thôi thì mặt hàng này rất là dễ sử dụng và rất là thiết thực. Thiết kế hợp lý nhưng đẹp, màu sắc ấm áp. Quý vị cũng thấy đây là những cái màu sắc của cái bát của nó.
mà có đường nét sạch sẽ và phong cách rất là tốt, và nó không có, quan trọng là nó không có chứa BPA, cái chất mà nó có hại, và tất cả những thứ mà bạn để ở trong nhà bếp của bạn nó hòa màu cũng rất là đẹp. Thưa quý vị, sản phẩm này nó rất là hợp lý và nó tất cả là 100% nó tái tạo bằng những cái mía mà đã được tái tạo lại. Ngoài mía nó có thể tái tạo và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, và mía phát triển nhanh chóng và dễ dàng, và nó không có nhựa ở trong đó. Thưa quý vị, nhựa đã trở thành một cái vấn đề trong cái môi trường lớn ngày nay. Các sản phẩm như Rebo đang được tái tạo ra nhựa và sử dụng, và nó ráng để không sử dụng nhựa vì sử dụng nhựa sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Thì đây là một trong những cái material, những cái thớt, những cái bát rất là tốt cho môi trường và cho cả chính sức khỏe của mình nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và quý vị giữ màn hình. Như Huyền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại hỗ trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Radio Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, trong phần cuối này thì Lê Thái và Như Huyền vẫn tiếp tục đưa đến quý vị những cái thông tin vô cùng thú vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, rùa mai mềm hay còn gọi là soft-shell turtle là một trong những cái loài vật mà động vật mà ở Việt Nam thì không biết là chị Như Huyền có nghe bao giờ mà nghe nói đến con cua đinh hay là con ba ba không? Con ba ba thì nghe, nhưng mà con cua đinh thì cua đinh cũng là một trong những cái loài ba ba, nó cũng vậy luôn, nó cũng giống như là soft-shell turtle, thưa quý vị, là những cái loài động vật mà rùa mai mềm. Và vừa qua thì kỷ niệm cái ngày gọi là người ta gọi là cái ngày bảo tồn rùa của thế giới là ngày 23 tháng 5 vừa qua, thì ở Cambodia vừa qua người ta đã thả đến 580 con rùa mai mềm khổng lồ châu Á, nó được thả xuống sông Mekong trong nỗ lực mà bảo tồn cái loài này, thưa quý vị. Và trên màn ảnh thì quý vị đang xem hình ảnh của con rùa mai mềm này, hay chúng ta hay thường gọi nôm na là ba ba hoặc là cưu đinh, hoặc là có những cái loại nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó có những cái tên khoa học khác nhau, thưa quý vị. Và đây là một trong những cái ngày gọi là cái ngày mà của thế giới luôn, cái ngày bảo tồn rùa của cả thế giới, và nó được tổ chức hàng năm. Và loài rùa mai mềm này thì nó phân bố rất là nhiều ở cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam của chúng ta cũng có, hay là ở sông Mekong dọc tất cả các nước miền Đông Nam Á, đổ từ ở Trung Quốc xuống tới lại Cambodia, Lào hay là Ấn Độ, Thái Lan, rồi qua bên đến ngay cả Việt Nam của chúng ta luôn. Và kính thưa quý vị, rùa mai mềm khổng lồ châu Á có tên khoa học là Belocheris là cantoriae, còn được gọi là rùa mai mềm khổng lồ cantor hay là rùa mặt ếch. Nó phân bố rộng ở tất cả các nơi ở khắp Đông Nam Á, thưa quý vị. Và trong đó có cả Việt Nam, nhưng đã suy giảm đến mức là dường như đã gần tuyệt chủng rồi, thưa quý vị. Và do nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp, và cho đến khi mà nó được phát hiện ở Campuchia vào năm 2007. Và trong cái nỗ lực mà bảo tồn cái loài động vật này nó khỏi cái bờ vực tuyệt chủng, thì Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã, viết tắt là WCS, ngày hôm 23 tháng 5 vừa qua, đã phối hợp với đất nước Cambodia để người ta thả 580 con rùa xuống sông Mekong. Và những con vật này nằm trong số 982 cá thể rùa non, nó mới nở từ hơn 2.000 quả trứng, thưa quý vị. Và được Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới và Cục Quản lý Nghề cá của Cambodia thu thập và ấp trong năm nay. Và người ta nói rằng là những cái nhà bảo tồn này, người ta hy vọng là số rùa còn lại cũng sớm nở trong cái thời gian sắp tới. Trong năm ngoái, thưa quý vị, thì những người này người ta cũng đã thả 1.300 cái con rùa non vào tự nhiên. Và cái việc mà thu thập cũng như là ấp trứng nhân tạo, nó sẽ giúp hạn chế những cái nạn mà săn trộm và tăng tỷ lệ sinh sản thành công của con rùa này.
và giám đốc chương trình quốc gia của Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Thế giới cũng như là Bảo tồn rùa của thế giới thì cho biết rằng là nước này đã đạt được những cái tiến bộ đáng kể trong các nỗ lực mà người ta bảo tồn cái con rùa này, và người ta cũng khuyến khích là tất cả các đất nước cũng chung tay để chúng ta hành động nhiều hơn nữa để bảo tồn cái loài động vật rùa mai mềm này, thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái rùa mai mềm này nó có thể đạt cái chiều dài lên tới là đến là 2 mét khi mà nó trưởng thành, và nó chỉ là nổi lên một lần trong ngày hoặc là hai lần trong ngày nó để thở thôi, và vào mùa sinh sản thì nó vào sinh sản khoảng tháng 2 hoặc tháng 3, và mỗi con cái nó có thể đẻ từ là 20 cho đến 28 quả trứng trên các mà bãi sông, và có thể là nó không có ấp và tự động là do khí hậu và độ ẩm cũng như là đất thì những cái con rùa con này nó tự động nó nở và nó đi xuống. Nhưng mà do cái nạn săn bắt quá nhiều đi cũng như là cái môi trường sống của tụi nó bị thay đổi thì những cái loài này nó rất là trên bờ vực bị tuyệt chủng, thành ra là cũng rất là cần chung tay của những cái đất nước mà có cái sự hiện diện của loài rùa mai mềm này có thể bảo vệ được nó trong tương lai, đúng không chị Như? Đúng rồi, theo như thấy là những cái con rùa mà có mai cứng thì mình hay thấy hơn, còn rùa mai mềm thì rất là ít thấy, phong tư nhiều lắm. Chị muốn ăn thịt rùa ba ba này nọ đó, ở chợ Hawaii nó bán rất là nhiều. Qua Hawaii rất là nhiều. Cái chợ ở California chúng ta nó có tên là chợ Hawaii. Nó bán thịt rùa. Dạ, nó nằm cái phía miệt ở trên, tự nhiên quên rồi, nhưng mà ở trên đó em có đi ở trên đó một lần rồi. Thành ra chúng ta hay cũng thường mua những cái con rùa ba ba đó về mà chúng ta làm ba ba nấu chuối này, nó rất là ngon. Chị, nhưng mà những con đó là người ta nuôi ăn thôi. Ăn thấy tội quá, không có ăn đâu. Đang dạ, Lê Thái vừa mới nói là bảo vệ rùa thì giờ đòi ăn rùa. Những con đó là những con người ta nuôi bán để thịt mà. Trời thôi. Cảm ơn Lê Thái và quý vị. Bản tin kế tiếp, quý vị cũng thấy ở California của mình là toàn bộ là người ta rất lo lắng về cái sự hạn hán và ung thư, quý vị, là thiếu nước rất là nhiều, mà bây giờ đang tới mùa hè nữa quý vị, thì không thấy cái giọt mưa nào hết, thì không biết mưa có đến hay là không. Thì vừa rồi những nhà mà bảo vệ cái vùng biển của California họ đã từ chối nhà máy khử muối Huntington Beach được đề xuất của đó là cái công ty Poison Water, thưa quý vị, là mặc dù hứa hẹn với 50 triệu gallon nước mỗi ngày, nhưng những người mà họ đã bảo vệ cái vùng biển của California họ từ chối vì họ nói rằng nó mạo hiểm cho cả sinh vật biển và những cái người dân cư sống ở gần đó nữa. Dự án đó được từ bỏ không có được chấp thuận, thưa quý vị. Và họ nói rằng cái dự án này có thể giết khoảng chừng 275 ở những cái sinh vật đang sống ở dưới biển. Và nhưng mà cái công ty Poison Water này họ nói rằng họ có thể sản xuất ra 275 triệu gallon nước biển mỗi ngày bằng sử dụng nếu mà có nhà máy này. Và California đang đối mặt với cái gọi là mega drought, tức là một cái hạn hán rất là lớn, dự kiến sẽ cả tồi tệ hơn nữa trong vào những cái tháng sắp tới này, hoặc là cuối năm này hoặc là năm tới nữa, thưa quý vị. Mực nước hồ Met của Nevada đã giảm xuống rất là thấp so với từ xưa cho tới nay, nhưng các nhóm bảo tồn đã lên tiếng chống lại nhà máy khử muối vì họ quan trọng bảo tồn những con vật ở dưới biển hơn là nước, thưa quý vị. Và các nhà máy khử muối nổi tiếng là rất đắt tiền chi phí gấp khoảng 2 hoặc 3 lần chi phí của các biện pháp bảo tồn nước như tái tụng sử dụng nước thải. Và quận Cam của chúng ta có một hệ thống bổ sung nước ngầm và có bơm 35 triệu gallon mỗi ngày vào những cái giếng và tạo ra từ của nước biển, và nó bơm khoảng 65 triệu gallon nước mỗi ngày cho các khu vực ở Anaheim, và nước lọc qua sỏi cát trở lại để trở thành cái nguồn nước ở cho mình uống. Thì Poison Water đã xây dựng một nhà máy khử muối ở quận San Diego vào năm 2015, nhưng bây giờ họ đã muốn xây dựng ở Huntington Beach nữa nhưng đã bị từ chối, thưa quý vị, vì những người đã bảo tồn sinh vật của biển họ quan trọng hơn so với là làm nước. Dạ vâng, và thưa quý vị, tiếp theo một cái vụ kiện mà đang nổi đình nổi đám trên cả thế giới, mà tất cả cái giới truyền thông người ta đang đổ dồn vào người ta xem cái cặp sao này đang kiện nhau ra tòa về cái vấn đề mà ly dị. Nói đến đây thì chắc những người nào mà đam mê về điện ảnh của thế giới cũng như là quan tâm đến cái vụ kiện này đều biết Lê Thái nhắc đến ai, có nghĩa là Amber Heard với lại Johnny Depp. Là hai cái diễn viên rất là nổi tiếng của Hollywood, đặc biệt là Johnny Depp. Dạ vâng, Johnny Depp là một trong những mà tài tử thật sự Lê Thái rất là ngưỡng mộ và rất là thích anh này. Làm cái biển vùng Caribe rất là hay, thưa quý vị. Và cái vụ kiện này nó đã tốn rất là nhiều giấy mực cũng như là cái thời gian của những cái người mà người ta làm truyền thông trong những cái khoảng thời gian vừa qua. Và nó kéo dài rất là lâu, mấy tháng trời rồi, và cái phiên xử mà gần nhất là cách đây chỉ vài ngày thôi, thưa quý vị. Thì một cái thông tin Lê Thái gửi đến quý vị, chắc là quý vị cũng đã theo dõi cái thông tin này trước đó rồi. Nhưng mà có một cái thông tin đặc biệt đó là một cái nữ siêu mẫu, đó là siêu mẫu Kate Moss,
Chị biết Kate Moss không? Yeah. Kate Moss là một trong những cái siêu mẫu đình đám của cái thập niên 1990. Yeah. Và thời đó là chắc Lê Thái cũng lớn tuổi rồi. Lê Thái còn rất là nhỏ. Và kính thưa quý vị, cô hiện nay cũng là lớn tuổi và là bạn gái cũ của Johnny Depp lúc trước. Và vợ cũ của Johnny Depp, em không biết là cưới chưa ta thì em không biết. Nhưng mà đây là một trong những... đây là một trong những cái người mà rất là nổi tiếng của cả thế giới. Và vừa qua cái vụ kiện này, thưa quý vị, đây là trên màn ảnh thì quý vị xem hình ảnh của cái cô mà Kate Moss, thưa quý vị. Và đây là hình ảnh của Amber Heard và Johnny Depp, hai người này đang kiện nhau. Và vừa qua thì đáng lẽ là Kate Moss không có xuất hiện ở trên cái phim tòa này, nhưng mà cô phải chấp nhận, cô phải ra tòa để cô làm chứng cho Johnny Depp. Bởi vì trong một cái câu nói của Amber Heard đó, là cô kiện chồng mình, cô nói là cô cũng là một cái nạn nhân giống như là người mẫu Kate Moss đã bị Johnny Depp bạo hành và đẩy xuống cầu thang. Really? Nhưng riêng cái cô Kate Moss ngày hôm nay đã đính chính lại trên tòa là hoàn toàn là không cái có. Vụ này là hoàn toàn không có, là do là cô đang đứng ở trên cầu thang khi mà đi du lịch ở một cái vùng biển, thưa quý vị, đi chơi. Và khi đó thì cô đang đứng ở trên đó thì trời nó mưa bão, thì cô bị trượt chân, cô té xuống, thì thành ra là cô bị thương ở chân. Và Johnny Depp chính là người mà đã chăm sóc cô và cứu cô và giúp cô trong các khoảng thời gian đó. Thành ra đây là một trong những cái lời nói vô tình của nữ diễn viên Amber Heard mà khiến cho cái vụ kiện này trở nên là nó đi một cái chiều hướng khác hơn nữa. Nhưng mà theo em thấy thì Johnny Depp thắng thế rất là nhiều trong cái vụ kiện này. Yeah. Hoàn toàn em thấy là thắng thế rất là nhiều, tại vì rất là nhiều người ủng hộ, ngay cả cái những cái người mà bảo vệ nữ quyền, thưa quý vị, bảo vệ phụ nữ của cả thế giới luôn, cái tổ chức cũng đó bảo vệ cũng ủng hộ Johnny Depp. Thành ra chúng ta thấy là hình như là xong cái đợt này thì Amber Heard hơi bị mệt nha. Yeah. Em thấy sự nghiệp cô cũng sẽ bị chông chênh. Yeah. Và nếu như không có gì cũng sẽ bị, sự nghiệp cũng sẽ đi xuống nếu như xong cái vụ kiện này, bởi vì người ta phát hiện ra cô nó láo rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.